bệnh nguy khốn nhưng những triệu chứng lại rất âm thầm và khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Ung thư buồng trứng có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên, những chị em thừa cân, béo phì hoặc chưa từng sinh đẻ và những trường hợp có người thân bị bệnh sẽ có nguy cơ bận rộn bệnh cao hơn. Những thể hiện sớm của ung thư buồng trứng. Thường xuyên đau lưng, đây là triệu chứng tiền kinh hải nguyệt mà rất nhiều trường hợp nữ giới gặp gỡ phải. Dấu hiệu này cũng đáng cẩn trọng với căn bệnh ung thư buồng trứng. Đau bụng dưới hoặc dùng chậu, hiện tượng đau bụng dưới có thể là do sự co bóp cổ tử cung gây ra. Phụ nữ độ tuổi sinh sản khi thấy đau bụng dưới xoàng xuyên thì không nên chủ quan. Nếu cơn đau này sinh ra trong khi gamơ thủ không có kinh hải, nó có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Nhiều trường hợp đau bụng dưới sau khi tiến hành siêu âm thì phát sinh ra bận rộn bệnh ung thư buồng trứng. Cơ ác kiểm giai đoạn phát triển ung thư buồng trứng. Đầy hơi, buồn nôn và nôn là triệu chứng của những bệnh đặc trưng về tiêu hóa. Nhưng cảm giác kiểm đầy hơi liên tục hàng ngày thì nên cảnh giác kiểm với những tế bào ác kiểm tính ở buồng trứng. Dấu hiệu đầy hơi, buồn nôn xoàng nhầm lẫn triệu chứng bệnh về tiêu hóa dẫn đến khối u có thể phát triển nhanh và gây nguy khốn cho người bệnh. Đi tiểu liên tục, hiện tượng rối loạn tiểu tiện có thể do nhiều yếu tố và có thể do nhiều bệnh lý gây ra, bao gồm những vấn đề bàng quang, đường tiết niệu, cờ ác kiểm triệu chứng của đường huyết cao nhưng cũng là thể hiện của bệnh về buồng trứng. Đau khi yêu, rất nhiều trường hợp cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau khi quan hệ tình dục và xoàng xuyên có nhu cầu tiểu tiết do những áp lực lên vùng xương chậu. Mức độ đau càng cao thì bệnh ung thư buồng trứng có thể đang phát triển ở giai đoạn nặng. Mệt mỏi, khó thở, buồn nôn và mất cảm giác kiểm ngon miệng, cơ thể luôn mệt mỏi chính là một trong những thể hiện do tế bào ung thư đang tiến triển. Nếu gamơ thủ liên tục nghỉ ngãi, mệt mỏi dù rằng không làm việc quá sức có thể là một triệu chứng của bệnh ung thư nói chung, trong đó có ung thư buồng trứng. Chu kỳ kinh hải nguyệt bất xoàng, chu kỳ kinh hải bất xoàng hay còn gọi là chứng rối loạn kinh hải nguyệt là thể hiện của nhiều bệnh phụ khoa trong đó có những bệnh liên quan đến buồng trứng. Ung thư buồng trứng di căn thế nào? Bệnh ung thư buồng trứng xoàng không được phát hiện sớm. Chỉ đến khi nó đã lan nghênh mông ra khung xương chậu và vùng bụng thì bệnh nhân thế hệ biết. Đây cũng là lúc bệnh đã có biến chứng và mở màng di căn. Nếu không được điều trị kịp thời, thanh nữ bị ung thư buồng trứng không chỉ phải đương đầu với nguy cơ vô sinh mà còn có nguy cơ tử trận cao. Ung thư buồng trứng ở giai đoạn 3 là giai đoạn đã sinh ra yếu tố di căn. Cơ ác kiểm tế bào ung thư buồng trứng sau khi sinh ra trong buồng trứng ở một thời gian nhất định, dần dần lớn lên và mở màng tờ ác ghi ra khỏi buồng trứng để xâm lấn vào cơ ác kiểm mô và cơ quan cơ ác kiểm theo một quá trình chi tiết và quá trình này được gọi là quá trình rụng. Một khi tế bào ung thư đã rụng xuống, cơ ác kiểm tế bào mở màng sự gieo mầm của chúng để phát triển tại thành bề mặt của màng bụng. Dần dần sự gieo mầm trong ổ bụng tập trung lại và lớn dần lên, đó chính là hiện tượng cổ trứng. Hiện tượng cổ trứng làm cho người thanh nữ bị trứng phần bụng bị phù nề ở phần chân tay hay cơ mặt. Những tế bào ung thư này có thể tiến sâu vào cơ thể và đi đến theo hai đường là đường mạch máu và hệ bạch huyết. Nếu đi theo đường máu, tế bào này đến những bộ phận cơ ác kiểm của cơ thể như gan, phổi, xương tạo nên những khối u nhú cơ ác kiểm tại đó. Còn khi xâm nhập vào hệ bạch huyết, tế bào ung thư có thể di căn hạt làm cho hạt sưng to gây đau khổ cho người bệnh. Lời khuyên của lương y. Không chỉ ung thư buồng trứng mà tất cả cơ ác kiểm bệnh ung thư cơ ác kiểm nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu thì khả năng chữa khỏi là rất cao. Riêng với bệnh ung thư buồng trứng thì nếu thế hệ sớm bị bệnh mà bệnh nhân được phát hiện thì tỷ lệ chữa khỏi sẽ là 94%. Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh ung thư buồng trứng ở những người trẻ sẽ cao hơn thanh nữ trên 65 tuổi. Việc điều trị ung thư buồng trứng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm tình tiết bệnh và tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Hiện có rất nhiều cách thức cơ ác kiểm nhau được hòa hợp để điều trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng. Điều quan trọng nhất là khi thấy có cơ ác kiểm dấu hiệu cơ ác kiểm xoàng thì thanh nữ nên đi khám bệnh để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.